7 giờ 57 phút, tên lửa Epsilon 5 xuất phát từ bãi phóng trung tâm vũ trụ Oshinora, tỉnh Kagoshima của Nhật Bản đã được phóng thành công, mang theo vệ tinh Việt Nam Nano Dragon cùng 8 vệ tinh khác của Nhật Bản. Nano Dragon là vệ tinh cuối cùng được thả vào không gian. Mục đích của vệ tinh Nano Dragon đó là thử nghiệm nhận dạng tự động tàu biển. Thứ hai là thử nghiệm công nghệ điều khiển tư thế vệ tinh. Chỉ nặng gần 4 kg, Nano Dragon là vệ tinh dạng CubeSat, tức là những vệ tinh siêu nhỏ. Khác với những vệ tinh lớn với vốn đầu tư hàng triệu đô la Mỹ, vệ tinh CubeSat có thời gian phát triển ngắn và chi phí thấp hơn. Gần 20 nhà khoa học Việt Nam đã dành hơn 3 năm để chế tạo vệ tinh này. Vệ tinh cần 2-3 ngày để ổn định trong trên quỹ đạo. Sau đó sẽ bắt đầu thử nghiệm đo để các thông số cơ bản của vệ tinh. Trước Nano Dragon thì Việt Nam đã chế tạo và phóng thành công hai vệ tinh khác, đó là Pico Dragon năm 2013 và Micro Dragon năm 2019. Hai vệ tinh này đã hoạt động thành công trên không gian, góp phần phục vụ công tác giám sát tàu biển và định vị nguồn thủy sản. Đây cũng là minh chứng cho thấy Việt Nam không nằm ngoài cuộc đua vũ trụ của thế giới.